Rồi, nay mấy anh em ở ở Kiên Giang đúng không? Kiên Giang đúng không? Lưu lại clip kỷ niệm ở Kiên Giang tới cái này là đặt lâu rồi nha anh em, đặt lâu rồi nha, xe này đặt lâu chứ không phải mình nó quái đâu. Anh thấy là anh đặt liền. Thì đây là cái đồ zin của xe mình gom lại cho anh em đem về, và anh em có mua nhớt sẵn luôn. Nhớt với phụ gia tại ở dưới tỉnh đó, nó không có nhiều nha anh em. Đó, thì anh nó mua sẵn nhớt rồi với phụ gia xài đủ 1 năm. Chắc luôn, đủ 1 năm luôn á. Rồi thì nhớt thì mấy con này phải xài nhớt nhập nha anh em. Nhập khẩu rồi bây giờ gom ra. Đồ zin mình bao rất kỹ càng để cho nó khỏi chày xước anh em, mình phải quấn gì cho nó đỡ chày xước. Rồi khiêng ra xe bán tải. Rồi xong rồi cái này mình sẽ quay cái clip tri ân 500.000 sub cho anh em nha. Rồi. Anh có tặng quà rồi nha. Anh mua luôn cái ben nha anh em, cái ben này mình bên mình bán thì anh mua luôn nha. Ben bao bánh. Rồi. Mua luôn full combo. Đó, mình về với X25R từ về xu nè. Nói chung là xe mỗi ngày á là mình ra vô liên tục. Tại là xíu nữa anh quay cái clip mà gọi là quà tri ân cho mấy anh em 500.000 sub á, subscribe á. Anh em mới làm bức tranh đẹp anh em, đó, khoe anh em luôn, bức tranh quá đẹp. Còn bức tranh con R1 nó để đây quá, một để đây, hai để đây. Bức tranh giống vậy luôn nhưng mà xe mô tô. Rồi, đó mỗi ngày mình là xe ra xe vô liên tục. Đó về xu 2.000 cây nè, xu này 2.000 cây, con này cũng 2.000 cây luôn. Rồi. Trời, giao xe xong. Là chứ nữa anh làm cái tri ân kiểu 500.000 sub là mình sẽ tặng cho mấy người may mắn đầu tiên á, mỗi người một chai nhớt. Rồi những anh em mà xuất ra lâu năm thì anh kệ sẽ có quà khác tặng. Ví dụ như xuất rửa động cơ rồi heo Rambo rồi. Heo Rambo đắt lắm á. Rồi lát quay anh em ha, để giờ quay xe giao khách cái. Rồi quay anh em sau nha, anh em mình tính sau ha, giờ ưu tiên cho khách trước. Để anh lấy cái thang bỏ lên rồi đẩy xe lên luôn. Để em lấy cái thang cho. Rồi để mình tắt điện thoại để mình giao cho khách nha anh em nha. Rồi anh em lên xe. Cảm ơn. Rồi uống gia lạnh nha. Rồi cảm ơn anh em nhiều, tin tưởng ủng hộ. Máy luôn, kịch đó. Để nó dùng. Rồi đi cẩn thận nha, có gì báo anh biết hay là cái gì nhắn tin. Rồi nãy giờ mình tiếp khách rất là mệt luôn anh em, là cả buổi trưa đó. Thì bây giờ tới cái màn là những cái món quà mà chuẩn bị 500.000 subscribe đây. Thì mình được 490 mấy rồi đó anh em. Chuẩn bị 500.000 là chỉ còn có mấy ngàn người nữa thôi. Thì bây giờ chắc chưa có YouTuber review xe nào mà tặng quà giống mình đâu ha. Thì bây giờ mình sẽ có những món quà đặc biệt. Thì đây. Một mớ nhớt xịn. Đó. Để lấy ra mấy chai đi, 4 chai cho 4 anh em đầu tiên trước rồi. Đây. Đây là tập đoàn nhớt của châu, tập đoàn nhớt ECT. Và nhớt này là nhớt châu Âu nha anh em. Nhớt này là nhớt của, để mình đọc cho anh em, của Đức nha anh em nha. Đó, thì nhớt là nhớt của Đức. Mình sẽ tặng cho 4 anh em đầu tiên một bình nhớt này là nhớt cao cấp nha anh em. Dành cho phân khối lớn, nhưng phân khối nhỏ để đổ vẫn được nha. Thì đổ càng tốt là 300 mấy chục ngàn bình nha anh em, gần 400 ngàn bình. Thì mình tặng cho 4 anh em đầu tiên, là có nghĩa là anh em nào mà cỡ 500.000 tới 500.000 subscribe, đương nhiên anh em đầu tiên sẽ được tặng nhiều nha. Anh em thứ nhất là tặng nhiều, còn anh em thứ hai là bình thường, thứ ba, thứ tư là bằng nhau, là 4 anh em sẽ được tặng nhớt này cao cấp. Cao cấp nhất là 4 anh em may mắn đầu tiên, nhớ nha anh em. Xong thì cứ chụp hình và gửi qua Facebook mình nha. Mình sẽ tặng anh em nha, nhớt cao cấp. Cái này là anh em mình kỷ niệm với nhau một thời gian đã đồng hành cùng nhau. Cái này là những anh em may mắn, là những người 500.000 đúng 500.000 subscribe đó. Đó, nhớ nha anh em, nhớ lưu ý nha. Rồi, qua tới những cái phần quà mà anh em lâu năm mà đã subscribe kênh đã lâu rồi, từ 2 năm trở lên, chỉ có cần anh em chụp hình thôi, anh em gửi qua thôi mình sẽ tặng, tùy anh em. Thì á, này là chỉ những phần quà lưu niệm thôi, không có nhiều, mình chỉ vài anh em, mười mấy anh em thôi, chứ mà nhiều quá thì mình không đóng hết. Cái này là mình kiểu như là tình cảm mình dành cho những anh em đã từng subscribe đó. Lên nút vàng thì sẽ nhiều phần thưởng hơn. Đây là những cặp bao tay. Đó, bao tay. Rồi. Này là cái gì đây? Đây. Và anh em may mắn sẽ mình sẽ tặng cho một bộ tay con tay thắng.
gắn cho xe nhỏ xe lớn đều được đó, bộ tay côn tay thắng. Thì mỗi anh em 1, 2, 3, 4 thì anh em nào mà subscribe càng lâu thì sẽ được quà càng ok. Còn cái này chắc làm kỷ niệm quá ha. Cái này là cái đuôi mình tháo từ xe ra, mình gửi tặng anh em làm kỷ niệm ha. Cái đuôi này của xe gì mình cũng quên luôn, gồm có xi nhan nào đầy đủ à. Ví dụ kỷ niệm của anh Minh Baker tặng đó. Rồi à, cái này mình cũng tháo từ xe ra luôn. Cái này là gọi là số gãy đó anh em. Đó, tặng làm kỷ niệm nha anh em. Anh em nào subscribe là đều có tặng làm kỷ niệm. Rồi đó, kỷ niệm thôi nha anh em. Bộ tay hồi xưa cái con tay này là mình lên cho cái con Ninja 300 mà anh em mà xem clip kỹ của mình á, là mình hạ xuống thùng sport á. Đây đây là cái bộ này rất là mắc, hồi xưa mình mua mắc lắm á anh em. Đó, cái bộ hạ xuống thùng sport tặng cho anh em subscribe không bán. Kỷ niệm của mình tặng lại anh em. Hồi xưa cái con mà hạ xuống thùng sport mặc chim thần đó, anh em nào coi clip đó, tìm đúng cái clip đó mà có subscribe mình lâu năm, mình tặng cho cái bộ này chơi đúng sướng luôn nha anh em. Không hư không lỗi nha, CNC mình đặt hồi xưa của mình luôn. Bóng đèn siêu sáng của mình tháo từ chiếc, con này là mình tháo từ chiếc Z1000 của mình nha, tặng anh em chơi rất mắc nha anh em. Đó, anh em subscribe là lượt này là trúng mánh luôn. Còn mấy cái này tháo xe, cặp này tặng mấy anh em nào mà tới trễ đi. Đó, cặp kính. Rồi, này xi nhan từ mấy chiếc xe của mình nè. Ở đây có xi nhan của Honda CBR. Thì đó, tặng mấy anh em subscribe. Đó, đây đó. CBR nè anh em, của CBR rồi đó. Đấy, tặng anh em subscribe. Chợ sáng tặng anh em chơi, quay rim gắn đều được. Một cái tay này là cái tay côn, một cái tay côn tặng anh em chơi nha. Đó, quà kỷ niệm thôi nha anh em, tiền bạc không gì đâu, mấy trăm ngàn không có gì đâu nha anh em nha. Kỷ niệm chơi anh em chơi. Cái này đo áp suất của con cá mập mà nó mất hết hai cái dòi van rồi. Cái máy đo áp suất của vỏ lớp nè, của cá mập nè. Mắc không? Cái này hồi đó mình mua mắc lắm á, mà bây giờ hai cái van đâu mất rồi. Anh em nào lấy cái này thì mình tặng luôn cho anh em, để anh em về mua hai van gắn vô đo áp suất lớp. Đúng không Hưng? Cái này bữa mình đánh cá mập là hai cái van đâu rồi? Hình như lạc đâu rồi? Hai cái van gắn hai van nó vô mới đo áp suất được. Mắc lắm nha anh em, nào mua này là mắc lắm nha, là biết mình tặng đồ real cho anh em không nha. Rồi hết rồi. Hết rồi, xi nhan. Rồi, như đó thôi. Rồi thì mình nhắm mình tặng cỡ chục 20 anh em, tặng cho 20 anh em nha. Đủ 20 anh em thì thôi mình sẽ ngừng. Nhưng mà đến 500.000 subscribe mình mới tặng nha anh em, chứ bây giờ là không có tặng được. Đúng 500.000 subscribe mình sẽ tặng cho anh em, nên thấy không? Đồ toàn là mấy cái đồ kỷ niệm của mình không à. Còn một số đồ kỷ niệm nữa. À, hình như còn cái này nữa. Một cái giá đỡ điện thoại nữa. Đó, thì nói chung là những anh em subscribe thì mình sẽ tặng cho anh em, nó tùy anh em. Để cái quà mình gọi là làm kỷ niệm. Đó, còn mấy cái nhớt này mới xịn nè. Đó, anh em nào mà được 500.000 sub mà có chụp hình lại đầu tiên là sẽ được tặng nha, tặng quà rất là đặc biệt, ưu ái luôn á. Hồi đó giờ chưa có YouTuber nào mà ưu ái anh em như là YouTuber Minh Baker luôn. Đó, đây là nhớt Fan Faro nè, 5W40. Dành cho xe phân khối lớn, anh em đổ xe nhỏ đi rất là sướng, rất là đã. Mình tặng là đã tặng anh em là phải tặng nhớt mắc tiền, chứ bây giờ tặng tự nhiên nói à, ông Minh đó là YouTuber nổi tiếng mà hả, bán xe phân khối lớn này nọ kia khác mà đi tặng fan ba cái đồ rẻ tiền đâu có được. Còn những cái đồ ở đây là đồ kỷ niệm của mình. Đó, đồ kỷ niệm là mình tặng anh em. Cái đồ mà mình hồi xưa mình chơi xe mình tháo ra mình tặng anh em. Nó đều có quá trình hết. Mình không có bán, cái này bán cũng được tiền á anh em à. Cái này bán được tiền nhiều, nhưng mà thôi cái tiền bạc với lại mấy anh em mình là vấn đề gì đâu, nó không có lại gì hết. Cho nên thôi tặng anh em kỷ niệm. Rồi anh em nào đúng 500.000 sub thì cứ inbox qua chụp hình qua cho mình nha. Không phân biệt anh em không có xe hay là có xe,
Chỉ cần anh em là những người đã từng xem kênh của mình, đã ủng hộ mình trong 3 năm, 4 năm qua, càng ủng hộ càng lâu thì có càng quà. Mà anh em là inbox trễ thì hết nha anh em. Nếu như đúng 500.000 sub sẽ diễn ra trong vòng 1 tuần nha anh em nha. Một sub diễn ra trong 1 tuần, sau 1 tuần đó thì anh em đừng có inbox cho mình nữa. Tại vì nó đã xong hết chương trình rồi, đã hết rồi. Đến ré 1 triệu sub đi, mình sẽ làm lớn hơn nữa cho anh em. Rồi, cảm ơn anh em qua cái nút YouTube cho anh em xem đó. Cái đó là hồi đó được nút bạc đó. Đó, chuẩn bị 500.000 sub là còn 500.000 nữa là mình sẽ được nút vàng nha anh em nha. Rồi ok, dọn lại nè. Đó, mình còn nhiều cái món quà nhiều nữa cho anh em nữa. Rồi, cảm ơn anh em. Này, anh em thấy không, làm cả ngày là người dơ ịnh luôn nè. Cái quần trắng thành quần đen luôn anh em đâu thấy không, tay chân nè. Nhưng mà vẫn có ráng quay cái clip. Tại nếu như mà mình không có quay clip á thì anh em sẽ không biết, sẽ không biết mà theo dõi cái chương trình chuẩn bị 500.000 sub này của mình. Rồi, cảm ơn anh em nhiều. Nhớ đăng ký kênh nha, chuẩn bị 500.000 sub.